hai chào anh em hôm nay nhận đóng mấy cái khối pin cho khách nhận được 6 khối anh em những cái khối này thì mình đóng bằng bằng máy anh em cái máy này tự chế đã chia sẻ anh em rồi đó hay mình hàng bằng tay rất là đều và nó không có có, có bị đen cái mối hàng anh em anh em nhìn nè thì thông thường người ta chỉ hàng 2 điểm thôi nhưng mà đây mình kỹ nên mình hàng tới 4 điểm luôn thì những cái khối này mình đóng pin li xám sám lên sám thì dung lượng 4A Những cái đầu pin là mình đều dán đầu cực dương Để Tránh chạm Thì cái đây là mình chỉ thay cái lỗi cho khách thôi nhưng mà Nếu mà anh em mà có muốn đóng pin á mà luôn cái vỏ này thì mình cũng có, mình cũng có nhập vỏ về để mà đóng Cả cái vỏ này và mạch Thì pin này á mình đóng mình chỉ thay cái lỗi cho khách thôi nó khách yêu cầu là thay lỗi thôi tận dụng lại cái cái mạch cũ này mạch cũ là mạch đây của khách này thì khi đóng mình sẽ đổ keo đổ keo à, bảo vệ cái à, linh kiện lên đây bản thân cũ của nó là không có nhưng mình sẽ đổ keo để tăng cái độ bền của cái mạch lên Rồi thứ hai là mình à, có nhận đóng mắt cái khối magita luôn tại vì mình cũng có nhập mấy cái vỏ và mình sử dụng cái mạch này thì cái mạch này là nó cũng rất là thông dụng mặt vàng nha anh em. thì à, hiện tại mình à, đóng là bilin xen mình có nhập cái loại à, ev và high star nữa. nói chung là anh em có nhu cầu đóng pin gì thì cứ liên hệ mình, mình có thì mình sẽ báo giá cho anh em. cái đóng pin này nó cũng quan trọng lắm. anh em thì lựa chọn những cái shop nào á, pin nó chuẩn thì nó cho ra cái hiệu suất chuẩn. còn cái việc đóng pin này nó cũng đơn giản rồi. bây giờ đóng pin thì ai cũng đóng được, có máy thì đóng thôi. cái quan trọng là cái chất lượng pin chất lượng pin cái li sen xám này hay là cái ev hay là cái sony hay là gì nó có đúng là cái pin của nó hay không thì anh em có nhu cầu đóng pin ấy, thì cứ liên hệ mình mình sẽ tư vấn cảm ơn anh em đã theo dõi video anh em thấy video hay thì để lại cho mình một like một subscribe hẹn anh em trong những video lần sau